Hàng Nguyên trái banh ngay bụng. Phản công cho cầu thủ áo tím. Cú đá chân phải. Ô là là, vô tình thấy có hai đội đang đá trong sân. Hay là xin đá ké miếng ta. Quay bóng cùng trái banh của La Liga. Muscle trên sân vận động 19 tháng 8. Bị đẩy một cái. Xích té sầm lên. Và đây là quả đá penalty thứ hai của Lê Tuấn Tài trong trận này. Cú đá Benenka quá đơn giản. Tôi là Thi Freestyle. Xin chào anh em. Hiện tại là mình đang ở phòng của mình, Yasaka Sài Gòn, Nha Trang. Và biển Nha Trang đây rồi. Đã chưa. Dưới kia có hồ bơi nữa kìa. Và đây là toilet. Có bồn tắm luôn. Quá đã. Đây là chuyến đi Nha Trang của mình vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2023. Vợ mình đi team building, mình cũng đi ké chuyến này để làm content bóng đá. Ra sân banh thôi. Trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng. Nhờ có phi của Lê Hữu Minh nên có trận bóng tại đây nha. Sân cỏ tự nhiên 11 người bên trong trường Lý Tự Trọng, 16 giờ chiều. Đang đi vô sân thì gặp người quen. Ôi. À rồi. Hả? Mới tới sáng nay. Trời, đã đói hả? Phải không? Đổ đầu á. Trời, chẳng á. Mệt á. Ok. Giờ là gãy xương rồi đó. Ok. Bình Minh FC. Giao đồ cho mặt luôn à. Thay đồ em. Nhìn vô đội Bình Minh FC mình thấy đa số là lão tướng. Lão trắng cam. Ok. Đã bước giày trên mặt cỏ. Đó, đi trên mặt cỏ bên này. Chà. Sân có vẻ cũng hơi cứng á. Sân bóng đá của một trường học thì không đòi hỏi được nhiều đâu. Để đồ đây. Nhờ có phi củi Lê Hữu Minh mà mình có trận bóng ngày hôm nay tại Nha Trang nha. Bạn ấy giờ ra Nha Trang ở luôn rồi, không còn sống ở Sài Gòn nữa. Anh em còn nhớ phi củi của Lê Hữu Minh không? Comment cả nhà. Ok, giờ thì mang giày thôi. Trước khi ra Nha Trang thì mình đã biết trước có kèo sân 11 này rồi, nên đã chuẩn bị sẵn dẹp gờ để đá. Và anh em nào quan tâm cái vớ giống như mình thì link có sẵn trong phần mô tả. Hay da, đã chung cảnh với khách tính luôn. Chết tôi rồi. Đổi cánh thôi. Đùa đó, gặp cầu chiến đã mới đã. Cơ hội đầu tiên cho cao thủ áo tím. Bên áo tím này là Trần Văn Ân FC, một đội phong trào sân 1 có tiếng ngoài này. Ok, còn mình ở đây. Về đây được. Ăn nguyên trái banh ngay bụng. Tập xuống xíu nữa là mệt đó. Phạt góc cho cá thủ áo tím. Tốt phi. Tổ chức phản công không thành công. Cú dứt điểm từ cự ly 30m. Kệ tốt rồi. Xét về lực lượng thì Bình Minh FC không có cửa với đội bên kia rồi, nên chấp nhận đá cửa dưới. Lướt lên 7 việt vị, nhưng số 10 thoát xuống tốt quá, không có offside. Thua trước một trái. Keeper. Ngoài biên hơi bí, outside tết, nhét giữa là hợp lý. Ô là là, sẽ chở qua người hay. Nhưng mà đưa sớm cho phi củi thì ngon, còn bây giờ thì chuyền hơi gãy. Gặp về nữa chứ đâu. Ok, ba con dê. Racing ngoài biên, bắt bài đường chuyền vô giữa. Chuyền về cái là xong. Pha này không có ai dí. Bình tĩnh giữ bóng chơi. Không được thì đá về, không được thì đá về. Phi củi vừa nói vậy, chuẩn khỏi bàn luôn. Tổng Phi. FC Bình Minh có cơ hội đầu tiên nhờ pha cắt bóng tốt của Trương Quang Phi. Dứt điểm úp mu nè. Chệt cột dọc. Đánh đầu. Hay rồi. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn.
và sau đó là một pha phất bóng nhanh. Tiếp tục triển khai bóng từ chân của phi củi. Hay quá Phi gì đi. Bóng đã được luân chuyển sang hành lang cánh phải. Đó. Cú dứt điểm chân phải. À. Ngay cột dọc. Đường bóng nảy khá khó chịu nhưng vẫn kiểm soát được. Bên đây đông quá trời nên chuyển qua cánh kia là hợp lý nha. Đá qua bên kia đi thủ môn ơi. Số 18 chuyền xong là theo luôn, chống tình huống bật tường xuống đáy biên bên mình. Nhưng đội bạn tấn công ở trung lộ. Cú dứt điểm cuối cùng đi ra ngoài. Ây da, mất bóng nguy hiểm quá. Phản công cho cầu thủ áo tím. Cú đá chân phải. Ây da, cầu số 10 sút cho banh quá khó cho thủ môn đội mình. Đá hậu về biên đội cửa dưới nên không dám leo lên tấn công, cứ đứng dưới này xem đá banh thôi. Thêm một cú dứt điểm nữa hành lang cánh phải. Chệt cục dọc trong ngang tất. Lót được. Giả mang cầu thủ số 10 một mình qua ba cầu đội mình luôn. Xây dựng tấn công ở hành lang cánh phải. Đường chuyền ngang rất chống chạy. Dứt điểm. Trời. Không vào. Không những cầu thủ hay, thủ môn cũng hay nữa. Không kịp rồi. Ok, nhiều đó đủ rồi. Rời sân cho các anh em lão tướng đá. Bây giờ là hiệp 2. Tình hình là đang bị gác ba trái. Hậu vệ thì có một anh lão tướng vào đá rồi. Mình được đôn lên đá tiền vệ cánh trái. Giữa được, giữa được, giữa được. Lâu lâu bóp vào giữa, đá như tiền đạo luôn. Pha này outside touch không ngon cho lắm. Nhưng cơ hội vẫn còn. Tạt bóng vào trong, đã bị cắt mất. Pha phất bóng tốt quá. Đội bạn biết thủ môn bên mình có chiều cao khiêm tốn nên chờ Trevor FC liên tục có những bàn thắng lấp bóng bổng vào khung thành. Trời. Dứt điểm góc hẹp. Đá bồi. Trời ơi, cú đệm lòng chân trái của mình, bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn. Tiếc quá xa tiếc. Tình huống vừa rồi mà không đeo camera là dứt luôn bằng đầu rồi. Hay da. Đá tiền vệ mà về tới đây bọc lót cho hàng thủ nè. Nguy hiểm quá. Một cú cứa lông ngay vị trí của thủ môn. Pressing luôn. Đồng đội ơi, tiến lại gần hỗ trợ nào. Sau kim qua người hay quá. Dứt điểm kỹ thuật. Đường banh lập bập, khó chịu ghê. Giữ bóng và quan sát. Tiền đạo không thấy ai luôn. Tách ra biên hết rồi còn đâu. Anh hậu vệ số 39 lên sung dữ. Đường chọt khe, không biết bị. Trời. Nhưng cú đỡ bóng cuối cùng thì không tốt. Tiếp tục lui về bọc lót cho hàng phòng ngự. Chạy lên chạy về mệt lắm rồi nên lúc này coi đá banh luôn. Cơ hội đối diện thủ môn. Vẫn không vào. Đường chuyền rất chống chải. Không biết bị. Cú đá góc hẹp lên thẳng nóc lưới luôn. Banh đó banh gì vậy? Đó mượn ơi. Banh này ok nè. Banh này banh gì vậy? Banh của con hả? Tân luôn. Tân được chứ bộ. Thôi né 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 à. Làm hai vòng nè. Thử trái này hai vòng. Lemon around the world. Hai vòng luôn hai vòng. Một, hai, ba. Ba vòng. Ba vòng. Đầu gối nè. Yeah, vậy là có một trận banh ở Nha Trang. Wow. Sân cũng tạm ổn. Chỉ có 1.4 triệu một trận thôi. Đó là hai đội mỗi đội 700. Ở Sài Gòn đá sân 7 là đã tốn 800 đến 900 một trận rồi. Còn đây 700 đá được sân 11 luôn. Mượn một trái banh của sân, múa skill cho đá rồi về. Lần nữa. Hơi lắc 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 lắc. Sân này không có đèn nên tầm giờ này là tối thui thùi lùi. Tân banh thì chắc được sơ sơ, khi đá banh thì khỏi rồi. Trái banh này trắng bóc, bay hết trơn họa tiết trên bóng rồi.
cũng không tròn cân cho lắm nên Tần cứ lảo đảo. Nhưng mà mình vẫn restart được nha. Liên tiếp là những kỹ thuật around the world. 7 vòng ATV kép. Tần ống quyển nè. Kẹp bóng bằng hai đầu gối, lộ một vòng. Bây giờ là sit down juggling. Tối thui tụi lùi, Tần quán gà luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, đủ rồi, kết bài thôi. Về khách sạn thay đồ tắm rửa xong rồi. Giờ thì dạo một vòng phố Nha Trang. Đang lễ lộc nên đông giả mang. Kẹt xe với kẹt người luôn. Tối nay có hẹn với Phi Củi, anh em cũng vài ly. Đi ngang qua cái sân bãi này ghiền quá. Giờ mà vô làm thêm trận nữa thì sướng luôn. Đã đến nơi, trụ sở của Lê của mình ở Nha Trang. Trời ơi, sắp tới rồi. Có Phi Củi ở đây rồi. Ok. Đó. Sáng hôm sau, dậy ra biển tập thể lực cùng với quả bóng của La Liga, Atletico, Hocus Pocus, Rainbow Flick, tưng bóng nghệ thuật bãi biển, Around the World, Crossover, mang chân không và tưng bóng trên cát. 1, 2, 3 ATV kép. Around the World Outside. Lemon Around the World. Xoay quả bóng La Liga. Dĩ nhiên là tròn cân hơn quả bóng hôm qua. Một vòng trái đất. Giữ bóng bằng mũi bàn chân. Footstone. The Phoenix. Skill này tên ngầu ha. Phượng hoàng lửa đồ. Chạy trên cát. Đúng là quá xa đuôi. 16 giờ chiều, mò mò đi tham quan sân vận động 19 tháng 8, Nha Trang là sân nhà của câu lạc bộ Sana Khánh Hòa. Ô là là, vô tình thấy có hai đội đang đá trong sân, hay là xin đá ké miếng ta? Vô tình ngồi đây thấy có anh em đang đá dưới đây. Đối thủ tên gì anh Hải biết không ta? Đối thủ là người nước ngoài tại Nha Trang. Người nước ngoài tại Nha Trang. Trong kia là Lê Tấn Tài. Ben Nanti. Lê Tấn Tài. Nằm một đống luôn. Lại cho thẻ vàng. Gọn gàng. Nhẹ nhàng. Ấy. Gần hay quá. Chết mẹ rồi. Ôi sút luôn hả? Trời ơi. Nó giành rồi. Canh rồi. Ok hay rồi. Kết thúc hiệp 1, mình chủ động xuống xin lãnh đội bên phía áo cam này và được cho đá ké nửa cuối hiệp 2. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Có thủ dậy theo sẵn, xin được cái là dứt luôn. Anh em nào quan tâm cái vớ giống như mình thì link có sẵn trong phần mô tả nha. Năm 2023, lúc này Sana còn đá V-League nha. Sân vận động Khánh Hòa đang đá V-League. Mặt cỏ lá gừng, pha trộn cỏ kim cũng khá ổn. Và vẫn là kiểu khởi động không giống ai, tân bổng nghệ thuật. Đá một hồi mình di chuyển vô tới tận sâu bên trong sân, Triple AK. Làm lại lần nữa nè. Rê rê nãy giờ, thấy mặt cỏ cũng khá ổn đấy. Một trời một vực với sân ngày hôm qua. Ok, vậy là xin được một xúc đá ngay tại sân. Quá đã anh em ơi, vô tình luôn. Chơi thôi. Cú sút phạt của Lê Tấn Tài. Một cú dứt điểm thẳng, thấp xuống xíu là siêu phẩm rồi. Qua người tốc độ quá. Dứt điểm chân trái. Chệt cục dọc trong gang tấc. Yeah, lúc này là mình đã được vào sân. Áo số 17, đá hậu vệ biên trái nhé.
Pha chạm bóng đầu tiên là một quả ném biên. Đội là đội lạ mà xin vô đá ké nữa nên chủ động đã ít chạm, không dám rê dắt nhiều. Đường truyền kỹ thuật của Lê Tấn Tài. Cơ hội góc khá hẹp rồi. Nhả về tiếng hai. Cơ hội đã trôi qua. Y chà. Bước một hay. Và đi bóng rất khéo léo của Lê Tấn Tài. Mãi lâu quay mình, cameraman đã không quay được bàn thắng này. Tiếc ghê. Pha này mình leo biên bên trái, đằng xa anh em thấy không? Đồng đội mất bóng một cái, chạy thục mạng về. Máy là biên bên này vẫn còn người lót. Cuối cùng thì cũng về đến nơi, bọc lót cho đồng đội. Đến đây thì trả về cho thủ môn, một chạm phát pressing nhẹ nhàng. Đây là một pha bóng mà mình bó vô giữa, tranh chấp với một cầu rất khỏe. Bị đẩy một cái, suýt té sờ mờ lờ. Còn đồng đội thì bị hốt nằm một đống. Ấy chà, thẻ vàng luôn. Tiếp tục là một đường chuyền bóng điểm rơi của Lê Tấn Tài. Vô lê, không vào. Đường chuyền vào trong rất chống chải của cầu thủ áo xanh, dứt điểm. Trúng ngay chân của mình. Cú cứa lòng kỹ thuật của Lê Tấn Tài, không vào. Tiếp tục là những pha bóng ít chạm. Một chạm, hai chạm. Lúc này thì tìm người ở giữa để giao banh, không thấy ai cả, đành phải đưa về. Tình huống này mình không hiểu sao cầu thủ đội bạn té nằm lăn lộn dữ vậy. Trọng tài thì không thổi phạt phạm lỗi, về nhà mình xem lại thấy cũng không có gì, khó hiểu thật sự. Một chạm giữ, một chạm truyền, hai chân luôn nha. Cú đá phạt góc của Lê Tấn Tài, cong queo như Beckham luôn. Ô là là, Bana 30k, quả người hay. Phạm lỗi rồi, không biết mấy anh em gặp đối nước ngoài thì sao, còn mình thì hơi rén. Trận đấu này diễn ra từ lúc mình ngồi xem cho đến lúc mình vô đá, thì những tình huống như tình huống ngay sau đây diễn ra thường xuyên. Ở trong sân người ta té lăn lộn, ở ngoài cười vui quá trời. Thẻ nữa, ok. Cho một thẻ nữa. Tiếp tục là một đường treo bóng của Lê Tấn Tài. Penalty. Và đây là quả đá penalty thứ hai của Lê Tấn Tài trong trận này. Cú đá Benenka quá đơn giản. Kết thúc trận đấu, mình thì không biết tỷ số, nhưng có vẻ chiến thắng thuộc về anh em Hoàng Sa Trường Sa FC. Làm vài đường, chào tạm biệt sân vận động 19 tháng 8. Hẹn gặp lại vào một thời gian gần nhất. Bravo! Yeah, vậy là về khách sạn rồi. Một buổi chiều đá banh tại sân 19 tháng 8 tại Khánh Hòa, từ nào đã. Tới thành phố nào thì được đá sân vận động thành phố đó. Nay vô tình thôi, thiệt là quá sức may mắn luôn. Sướng tới nỗi mà về tới đây chưa gỡ giày nữa. Vẫn mang đôi giày. Này thấy không? À, quá đã anh em ơi. Em xin đá ké ở đội Hoàng Sa Trường Sa. Thế là được một clip đá banh tại sân vận động của tỉnh Khánh Hòa. Quá đã anh em ơi. Vẫn còn thấy lân lân nè. Mốt đi tới thành phố nào cứ lao đại ra cái sân đó, rồi có ai đá thì xin vô đá luôn. Biết đâu được lại được đá chứ, còn giờ mà đợi người này kia xét kèo cho đá nhá, cũng khó, không có dịp nữa rồi. Anh em muốn mình đi sân vận động nào nữa thì thả cho mình cái comment với nha. Thả comment đi anh em ơi. Nhưng lại anh em thấy hay, nhớ like đăng ký kênh, đón chờ các clip của mình trong thời gian sắp tới. Mình Phan Thi, chào, gặp lại. Bye bye.